Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ chơi thử một tựa game mà có rất là nhiều bạn đã yêu cầu tôi chơi thử. Đó chính là game Mus. Đây là một tựa game mà xấu ơi là xấu, xấu nhất tôi từng thấy luôn đó mấy ông. Nhưng mà độ khó thì có vẻ là khó hơn đó nha. Có thể là do tôi chơi ngu, nói chung là vậy á. Nhưng mà không sao cả, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video thôi nào. Và trước khi vào video này, đừng quên hãy để cho tôi một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của tôi nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phong cận tv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phong cận tv.net. Rồi rồi rồi, xong luôn, bị lạc ở trong cái khu rừng này luôn rồi. Sam ơi, bà đang ở đâu vậy? Tôi Sam ơi, đang tìm ông nè, ông đâu vậy? Tôi cũng đang tìm bà đều. Sao vô cái game này là chúng ta không tìm được nhau? Đây, xíu đi. Tôi thấy con zombie hay con gì ở trước mặt đây. Từ từ, để tôi lại tôi coi coi. Ủa gì vậy? Ủa? Ủa sao? Bà đó hả? Ủa? Sao biến xấu dữ vậy? Nhìn bà cũng khác gì tôi đâu. Ủa, đây ở đây có cái rương gì đây? Có cái rương này mở được không? Cái này phải cần tiền mới mở được. Nhìn bà, con zombie mất lòi. Khác gì tôi đâu, y chang tôi luôn. Thôi rồi, rồi mệt quá, giờ chúng ta cùng nhau đi xem thử coi. Hôm nay là mình với Sammy mới vừa tìm được một cái tựa game. Đây là cái game được mang tên là game xấu nhất từ trước giờ. Bây giờ tôi thấy nó xấu thiệt nha mọi người nha. Ê, có nhiều người bảo game này giống game Minecraft á Sam. Ôi, bên đây có ngôi nhà nè Sam. Qua đây, qua đây. Minecraft phiên bản xấu đâu, xấu đớn. Ui, bên này, bên này có cái ngôi nhà nè. Từ từ mình vô, mình có lấy được đồ gì trong không ta? Làm sao ngồi xuống được? Sao ngồi được? Không nhìn hài quá. Trời ơi, tí nữa có cục đá nó chặn ở đây sao chui vô được trời? Làm bây giờ phải lấy gì đập đá ra, đập lấy cái đồ đập ra, hiểu không? Cái này là lò nướng nè, dùng để nướng đồ ăn nè. Ok. Ê, rồi. Chặt cây được không? Hình như là được á. Ui, bên đây có cây nấm gì nhìn nó màu sắc lè lẹt cái gì? Để ăn thử coi. Bấm E hả? Ui, tôi lấy được cái nấm nè. Ăn thử đi. Từ từ để ăn thử coi. Ui, ăn được, ăn hồi máu nha. Thử thử coi. Ăn nè. Một. Ui, có mấy con bò kìa. Cái gì vậy? Bò sữa. Ơi nhưng mà khoan, từ từ mình chưa vũ khí, chưa gì, không có đánh con bò đâu. Qua đây. Đây, từ từ. Ở chỗ này là Phong lụm được cục đá nè Sam. Hình như mình lụm cục đá mình chặt cây được á. Sam tìm cục đá đi. Đây, tìm cục đá. Đây. Đó, này nó thực tế không hiểu không? Là mình không thể nào lấy tay mình chặt gỗ được. Đó. Đúng rồi, ở trong Minecraft á là mình sẽ dùng bằng tay để mình chặt gỗ, còn game này đúng là rồi. Chúng ta sẽ dùng bằng đá chúng ta đập gỗ nha các bạn. Game này hơi chân thật đấy, nhưng mà hình ảnh hơi xấu thôi. Ủa sao chặt cây không được vậy? Cây cứng vậy? Bạn phải chặt từ từ. Ủa mà khoan, cái cây màu trắng hình như không chặt được đâu, phải chặt cái cây màu nâu này nè. Rồi đây. Đó, ok. Trời quá trời. Sau khi chúng ta lấy được cái cây thì chúng ta sẽ chế được một cái bàn. Ủa cái bàn để làm gì? Cái bàn này dùng để chế đồ. Cái này là chúng ta có thể chế được cái rìu, cái cúp nè. Ok được, để tôi chế mấy cái cành cây nè. Rồi xong rồi tôi chế thử cây rìu coi. Ui Sam, tôi có cây rìu ra. Đây, tôi chặt gỗ, chặt gỗ. Đó, giờ bắt đầu xịn sò hơn rồi đó. Ê, trời tối có xoáy zombie không vậy? Sổ hả? Ê, đừng có chém tôi. Ê, cái này mà chặt mà trúng người nhau là mình mất máu quá nha. Thôi, y chang ngoài đời luôn. Ê, Sam ơi. Zombie, Sam ơi. Zombie kìa, ai da. Zombie kìa. Ai da. Đánh tôi Sam ơi. Chạy, ai da. Ai da. Mấy con này, khỏe lắm nha. Khỏe lắm nha. Ui, nó còn biết ném cây nữa kìa. Ai da. Trời ơi. Tôi chết queo rồi Sam ơi. Ủa, tôi không hồi sinh được. Không chơi. Ui, Zombie ghê quá à. Quay lại đánh nó luôn sao? Quay lại đánh nó luôn giờ. Tôi chết rồi, còn đâu nữa. Đây, đây, rồi tôi đánh thử coi. Con cho vừa chạy vừa đánh. Sao bà không vừa chạy vừa đánh mà đứng yên mà đánh vậy? Tôi biết đâu. Rồi trời. Ủa? Game này chết là chết luôn hả? Trời ơi, game một mạng mấy bạn ơi. Ủa? Game này chết là chết luôn hả? Oh my god, game này khó nha, Trời ơi là trời, cái game này chơi mà thua một cái là thua luôn mấy ông ơi, một mạng chứ nhất. Game này khó nha, nha. Từ nãy giờ là tôi với Sam, bọn mình cứ chạy qua chạy lại, mình bàn nhiều chuyện quá. Bây giờ là mình phải tập trung đi, mình lấy gỗ mình xây nhà đi. Coi quái. Ôi, coi gì anh? Ôi, coi gì anh? Gì vậy? Có con gì nhìn giống con creeper lắm, nó chạy ra chỗ tôi nè. Bên này nè, tôi quýnh rồi, tôi quýnh nó, tôi lượm được đồng xu nè. Có tiền là tí là mình có thể mấy cái đồng xu đó hình như là để mình mở mấy cái rương này nè Sam. Rương này cần 25 xu nè. Giờ tôi tập trung tôi chặt gỗ trước. Em ra mình chọt mấy con bò cắn mình vậy? Không biết nữa, bà qua bà chọt thử đi. Em ra mình tới cắn tôi nè. Cái con này là con bò gì vậy?
con bò. Ui trời ơi, mấy con quỷ này nó đi bằng hai chân giống y hệt Ripper, nó chạy lại chỗ tôi hoài. Tránh ra con này. Tôi làm thịt bò cho ông ăn nha Phong ơi. Wow Phong ơi. Vậy vậy vậy. Cho nhìn nè. Thấy gì không? Đâu 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 đâu, cái gì đâu, cái gì đâu, cái gì đâu. Wow, cái đùi bự dữ ta. Được 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 được, có có đồ ăn là được, có đồ ăn là được, có đồ ăn là được. Ok, bây giờ thì tôi đã có được số gỗ rồi, tôi sẽ chế tôi một cây cúp với cây rìu. Ok, bây giờ tôi sẽ dùng cây cúp này tôi đi đào đá để làm đồ bằng đá đi cho nó xịn. Ok, hình như là mấy cái cục xám xám này là đá nè, để chạy qua coi thử coi. Kè lâu lắm. Gõ nè, gõ nè. Ô đúng 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 đúng, mình lấy đá là mình có thể chế được đồ bằng đá phải không ạ? Rồi, xí ba. Ui chỗ này có than nữa nè. Than này để nướng thịt đúng không? Đây để lấy luôn tí nữa làm đồ nướng thịt. Ê ê Sam ơi, Sam ơi, Sam ơi, Sam ơi. Hả? Ở bên này Phong có thấy nó có mấy cái tượng gì ở bên này nè, cái tượng để làm gì đây? Respawn hả? Ô, cái chỗ này là để mình hồi sinh nè, nhưng mà phải cần 20 xu mới hồi sinh được. Ở bên này có cái tượng của con quỷ hay con gì nữa nè. Ôi, 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 Sam ơi, Sam ơi. Ủa, Phong, con gì vậy? Phong lỡ chịu hồi cái con quỷ gì, Sam ơi. Trời ơi, Sam ơi, cứu Phong, ai à, ai à, cứu Phong, Sam ơi. Phong nhìn mặt tôi giống kiểu lẽ được con đó không? Trời ơi, rồi xong. Ui, quay ui, nước kìa. Ui, bây giờ sao tôi vậy? Tôi không biết làm sao hết, giờ sao giờ? Ui, ui, nó ném dao tôi, nó ném dao tôi. Ôi, Sam ơi, Sam ơi, chạy, chạy, chạy là thượng sách Sam ơi, chạy là thượng sách Sam ơi. Chạy luôn Sam ơi. Giờ sao, giờ sao, giờ sao? Chạy ơi, chứ giờ biết sao giờ. Ui, nó đuổi nhanh quá. Ui, nó đuổi theo nhanh lắm. Ui, ai á? Không ổn, không ổn, không ổn mày. Nhảy, 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 nhảy xuống nước, nhảy xuống nước, nhanh, 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 nhanh. Xuống nước, xuống nước. Ui, nó phóng con dao vô đầu tôi. Ủa? Sao xuống dưới nước bị mất máu ta? Sao xuống nước bị mất máu rồi sao? Ờ, Sam ơi chạy chạy luôn. Trời ơi! Nó lặn xuống biển luôn Sam ơi! Nó lặn xuống biển luôn! Cái gì vậy? Cái con quỷ này nó là con gì vậy? Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Có đồ ăn không? Có đồ ăn không? Bà nhớ ăn đồ ăn nha, bà nhớ ăn đồ ăn nha. Đây, đây, tôi ăn. Sam ơi! Tôi thấy Sam mất nhiều máu lắm á Sam ơi! Bên này có cái thuyền nè, bên này có thuyền nè. Mình chạy qua cái thuyền đi, nhanh lên, nhanh, nhanh, nhanh. Chịu hồi con gì vậy? Ai biết, tôi không có cô ý đâu. Sam ơi! Đó! Con quỷ này! Dám đánh Sam à! Từ từ, để tôi! Đừng thua luôn rồi sao ơi? Chết bên cạnh tôi luôn mới ghê chứ. Tôi tính nhào vô Quýnh thôi, vậy tôi chết luôn. Rồi, chúng ta lại một lần nữa tiếp tục chơi lại từ đầu. Và ủa, ủa gì đây? Ủa, ủa cái làng hả? Dân làng nè. Ủa? Wow, những người dân của mình. Wow, ở đây là chúng ta có thể mua đồ từ dân làng bằng xu nha. Được, 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 được. Ê, mình sống ở đây được á Sam, tôi thấy là mình sống ở đây được đó. Nó có ngôi làng nè. Ê, nhưng mà có cái này nhớ nha, là không được đánh dân làng nha. Sam mà đánh dân làng đuổi theo Sam đó, được không? Không mà, tôi bây giờ nó đuổi theo tôi Sam ơi. Nó đuổi tôi, nó đuổi, nó đuổi tôi Sam ơi. Tôi vợ, tôi có làm gì đâu. Chắc là do bọn mình mở cái rương của nó đó. Từ từ mình lấy đồ đi, mình chạy Sam ơi. Ê, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, vậy mình chạy luôn đi Sam ơi. Dân làng cái đuổi Sam. À hiểu rồi, mấy con dân làng mà nó có cục thịt ở trên đầu á, là dân làng ăn thịt người, chạy đi. Đừng đánh nữa bà, đừng đánh nữa bà, sắp chết rồi, đừng đánh nữa. Ôi tôi núp rồi, tôi núp rồi Sam ơi. Ủa Sam đang ở đâu vậy? Tôi dưới nước kia nhất. Rồi hết rồi, nó hết đuổi rồi. Nhưng mà nó còn ở chỗ tôi, nó xoay vòng tròn xung quanh. Bây giờ nha, chỉ còn có nước là chạy hay Sam ơi. Bây giờ Phong đếm 3, 2, 1, Sam chạy theo Phong nha. Rồi chạy đi Sam ơi, chạy đi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị, 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 chị. Xuống nước, ui, xuống nước, nó vẫn đuổi, vẫn đuổi. Xuống nước, xuống nước hả? Nước, 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 nước. Ủa mà sao tự nhiên mấy đầu đâu dí mà đâu sao giờ nó dí ta? Tôi nghĩ rằng các bạn là do là chúng ta đã mở cái rương ở trong chỗ của bọn nó ra cho nên là bọn nó mới dí á. Vậy là có nghĩa là chúng ta không nên mở rương của bọn nó, hiểu không? Nhưng mà tôi mở. Gì là do ông mở đúng không? Ừ, tôi mở. Báo gì rồi chứ. Thôi sao ơi, chơi lại từ đầu luôn sao ơi, giờ biết sao giờ. Vâng. Và tiếp tục là lần thứ 4 chúng ta quay trở lại với tựa game này. Yeah, ok. Quá game khó quá. Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta không cần dân làng nữa, chúng ta tự lực cánh sinh đi Sam. Yeah. Mình đi chặt cây, mình xây nhà đi. Đi. Rồi, để chế một cái bàn chế tạo coi. Sam ơi, ở trong đây cái bàn chế tạo là đúng nghĩa là cái bàn luôn Sam. Đây từ từ. Chế ra mấy cái que nè. Rồi, chế cho tôi một cây cúp gỗ nè. Ít đá Phong ơi, 8 cục đá là làm được cái đầu đá không?
kim đá đồ đó. À, muốn làm đá là phải đi đào đá Sa mà, chứ không ai dùng bằng cái cục đá Sam đang cầm trên tay đó. Không hay, hình như đúng Sam ơi, hình như cục đó đúng mà. Có trời không, bây giờ mày đạt ơi, dân kinh nghiệm chơi Minecraft lâu năm là chắc chắn nó chỉ có vậy thôi. Đây 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 đây, qua đây nè, có cái bàn chế tạo bên đây nè, đi qua đây tôi chỉ cho chế tạo. Bấm vô cái bàn nè, sau đó bà bấm vô xung quanh á, bà tìm chỗ chế tạo, thấy không? Ủa, nó không có rượu đá mọi người. Ủa, sao nó không có rìu bằng đá ta? À, hình như là mình phải có lò nung để mình nung mình làm hay sao á. Từ từ, cần 15 cục đá hả? Sam có bao nhiêu cục đá rồi? 8 cục đá. Sam chọi cho Phong đi. Đó. Rồi đây đây đây, ok ok rồi đây. Đây chế một cái này đúng không? Cái này là cái gì đây? Ủa cái gì vậy? Cái này là mình nướng hả? Mình bỏ đồ cho nó nướng hả? Đâu đâu đây, đi ra ngoài kia giết con bò để lấy thịt tôi coi. Ở trong cái game này á, là kinh nghiệm từ nãy giờ, sau khi chết 4 lần thì tôi chợt nhận ra là chúng ta phải cần có đồ ăn mấy bạn ạ. Đồ ăn là sẽ giúp hồi máu, phải không? Sắp đi rồi, tôi ăn nấm, tôi đói bụng quá, tôi ra tôi ăn nấm coi ha. Đây nấm. Ê Sam ơi, bà biết gì không Sam? Đó chính là trời tối rồi, bây giờ mấy con zombie đang xuất hiện kìa. Oh my god. Zombie chúng tôi hả? Ừ, đây, lại đây. Con này thì được, con này được, mấy con này có tiền. Một mình xử hết. Lại đây. Quýnh nó đi Sam. Con đập con này có tiền. Ê, sao lực sao? Ủa sao con này cắn tôi nha. Quay, quay. Cái con này nó cắn được mà, con này cắn được mà. Ê Sam ơi, chạy đi. Bà đang hết máu, bà chạy đi, bà chạy đi, tôi quýnh chưa? Ôi chết rồi, sao? Ăn, phải có đồ ăn, từ. Sammy chạy lại cái chỗ cái lò nướng hồi nãy của bọn mình đi. Để tôi đánh nó, mà nó cái đó. Ôi trời, đông quá. Nó hướng mày, nào? Mày, trời ơi, cái lò nướng. Đây, thấy tôi không, Đây. Sao mà bị đuổi nhiều vậy? Ôi. Mấy con này đông quá. Ây da, sao game đi chạy khô quá vậy? Lần thứ 5 chơi lại game này. Ok. Như tôi là theo tôi thấy là game này nó vừa đẹp mà nó còn vừa dễ chơi nữa sao mà. Dễ chơi và dễ chết luôn bạn, thích lắm. Lần này là tôi suy nghĩ lại đó bạn ạ. Bây giờ là tôi sẽ xây nhà trước để tránh buổi tối mấy con zombie xuất hiện. Đó, cho nên là chúng ta phải có cái nhà, Sam hiểu không? Xây nhà đóng cửa lại vậy luôn hả? Đúng rồi. Bây giờ Sam giúp tôi một cái là Sam đi đào gỗ giùm tôi đi để tôi xây nhà cho. Đúng không? Rồi tôi đào được mấy cục gỗ nè, sau đó tôi sẽ làm cho tôi một cái bàn chế tạo. Sau đó tôi sẽ làm cho tôi một cái rìu đi, làm cái rìu để đào gỗ cho nhanh. Đây, chế cây rìu đá nè, Sam ơi. Gì vậy? Đây, cho cây rìu đá nè. Không biết nữa. Okay. À, cái rìu gỗ cho nhầm đây, sau lưng nè. Đây, tôi lùm đồ ăn nha, có gì cũng đói tôi chia cho đồ ăn cho. Đi chặt gỗ giùm Phong, không, hôm nay chúng ta phải xây nhà, trước, đúng không? Ok. Đi đào gỗ đi. Ở chỗ này là nó có mấy cái rương á, Sam coi có mấy cái rương mình mở được á, có gì mở ra lấy đồ nha. Đây, thấy rồi. Thấy cái rương rồi, có cái rương. Ủa sao nhảy không được? Đây nhảy. Ô, cái cung. Wow. Hợp lý. Cái cung mà ngon vậy. Đây, ở bên này thấy có cái ngôi nhà nè, chắc chắn bên trong là có rương nè, để vô coi có gì không. Ô, 40 đồng xu. What? Gì thích vậy? Nhiều vậy? Vậy là mình respawn được rồi. Đây, bên này nè, không thấy sao nè, sao thấy Phong không? Không. Trời ơi, bà đứng im đi, tôi chạy qua. À đây. Đưa Phong gõ đi. Thôi được 39 gỗ. Rồi ok, được. Đây, bây giờ á, cái nhà này á là nó chỉ còn thiếu mỗi cái cửa thôi, cho nên là Phong với Sam làm cái cửa là được, hiểu không? Ok. Đó, để các bạn nè. Mình bị zombie ăn rồi. Hên xui. Đây đây, Sam ơi, khỏi, mình tự xây nhà được. Xây nhà hôm nay về rẻ lắm, có mấy cục gỗ à. Đây. Một cái. Wow. Vẫn rờ. Đây kỹ năng xây. Hai cái rồi ông xây cái nhà vậy đó, có cái ba cái. Ồ. Rồi bây giờ để cửa vô, để sao? Cửa vô có như cái bệ xí chứ đâu có nhà thôi. Thì bây giờ mình đang nghèo mà, thì mình ở cái nhà như thế này tạm thời thôi. Okay, bà nội okay. Đó cái nhà okay, mình nè okay. Đây từ tôi lắp cái máy vô đó. Wow, cái máy nó một cái lỗ này lắp gì đâu đều chứ vậy. Không, cái nhà thế này là hợp lý rồi. Bây giờ làm cái cửa, từ để tôi coi để cách làm cái cửa không. Ủa, hình như ở trong đây nó không có cái cửa, Sam ơi. Cái gì zombie vô mình làm trò gì? Không biết nữa. Thôi, xong rồi, đêm buông xuống rồi. Bây giờ không có cửa thì chúng ta phải làm tấm gỗ chúng ta che lại thôi. Từ để tôi kiếm có cái khúc gỗ gì không? Đây. Ê, Sam ơi. Chạy hả Phong, qua đây qua đây. Tôi muốn xô nó con này. Bà chết bây giờ. Chết cái gì? Đấy chưa, tôi chết con chết nó rồi. Salon kìa. Ấy da. Để tôi có cái rìu. Đông, Sam ơi, chạy đi Sam ơi, đông lắm. Nhào. Qua đây, được, để Phong chặn cái cửa cho đi. Rồi, ok.
sẵn đây nè, đó rồi. Wow, an toàn không? Đêm đầu tiên à, thấy là an toàn. Ê, 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 thấy không, 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 không an toàn lắm nha. Sao nó đập được cái này? Ê, ê, tôi thấy anh Nhứ đang đập nhà mình đúng không? Nó đập không ra đâu, còn lâu lắm, cầm tay sao đập được. Không, không, nhưng mà hình như nó bể thiệt á, sao ơi. Tôi nghĩ đây cái lực của nhà mình dữ lắm. Đó, hết đập rồi, đó, hết mỏi tay, hết đập rồi. Rồi, nó mỏi tay rồi, nó mỏi tay rồi, rồi. Yeah. Rồi, nó đập tiếp hay sao? Không, nó còn lâu lắm, nó hồi, nhưng nhà mình hồi được lại nè. Sam, tránh ra để Phong đặt cái cầu thang ở đây. Đó, leo lên trên, mình có cầu thang, mình leo lên. Nhìn tôi được không? Nhìn tôi nè, nhìn tôi nè Phong. Yeah, mình ở đây được một đêm đầu tiên rồi. Sáng zombie nó nào cũng cháy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tôi nghĩ là sáng là zombie sẽ bị cháy á, nhưng mà nó đập nhà mình hơi mạnh nha. Ê, Sam ơi, hình như tôi thấy nhà mình nó thiếu gì á. Thiếu cái miếng đó, phòng nó đập nó nát. Hình như là nó thiếu cái bức tường sao ơi. Hình như đập bể rồi Sam ơi. Ui, ủa cái gì kỳ vậy? Bây giờ trong đây. Bây giờ trong đây mình xây nhà, mình xây nhà mà đập nhà mình được luôn à. Đây, mình chơi, mình đánh nó kiểu này rồi. Không ổn rồi, không ổn, không ổn rồi. Bây giờ nha, tôi đang có 50 xu nè. Bây giờ chúng ta cần kiếm cái rương đó xịn xịn. Chúng ta mở ra, chúng ta lấy vũ khí. Rồi, Sam Sam đưa cho Phong 25 xu này. Đây, 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 bên này có cái rương đồng nè. Rương này bao nhiêu đây? 200 xu. Rương vàng hả? Rồi, đắt đi. Tôi lỡ triệu hồi quá vật ơi. Trời ơi, cái đó là để triệu hồi quá vật hả? Tôi không biết. Tôi không biết, tôi không biết. Dạ, dạ. Mấy con mạnh dữ hả? Ui mấy con này mạnh lắm. Sam ơi, Sam ơi, Sam quýnh lại không? Sam quýnh lại. Sam chạy đi, Sam chạy đi. Để Phong quýnh cho, để Phong quýnh cho. Phong đánh được chứ sao không đánh được đâu. Ui ui. Để tôi mua đây. Yên tâm. Phong đánh. Sam ơi, Sam gần hết máu rồi đó. Để Phong. Con này đi rồi. Con đi đâu, con đi đâu. Đi đâu, đi đâu. Mày. Mày. Mày rồi, hết máu. Rồi, mất nhiều máu quá. Mất nhiều máu quá. Cái gì vậy, cái gì đâu kia. Đánh vào này. Ôi, cái áo. Sao thấy Phong, Sam có thấy Phong đang mặc áo không? Chưa, ông kiếm trong người. Ủa, không á? Không cần, tôi muốn nói ông một điều nè. Hả? Tôi muốn tặng một bông hoa. Cảm ơn ông để bảo vệ tôi. Tôi đang bệnh đó bà, tôi đang bệnh. Sam ơi, đi theo Phong nè, Sam ơi, coi chừng bị lạc á. Ông đâu vậy? Ơ, đây ơi, đây ơi, đây ơi. Dân làng. Mà khoan, từ hồi nãy dân làng nó quýnh mình, không biết vậy nó quýnh không ta. Mình qua mình đổi đồ chứ không sao đâu ha. Đừng có mở rương của nó nha Sam. Ông mở với tôi, mình mở đâu. Ê, chạy qua chỗ mình nè. Đừng vô đó. Nó không mình, cho đâu. Mình qua mình đổi đồ bạn ơi, mình không quýnh nhau. Đổi đồ nha, đổi đồ nha. Đây, đổi đồ nè. Cúp xịn. Wow. Ôi, Sam ơi, Sam ơi. Phong đổi được cái cúp xịn lắm nè. Mình bạn ơi. Ui, hình như là vũ khí ở trong đây. Ê, sao có người đá trong đây vậy? Cái gì người đá gì? Người đá gì? Người đá nè. Trên này. Để Phong. Ủa? Ở đâu con người bằng đá vậy? Đây, yên tâm. Phong có cấm xịn. Không sợ. Không sợ. Xời ơi, đơn giản sao. Sao ơi, tôi chết, tôi chết. Con này. Ui ôi trời ơi. Mình có đồ xịn nên mà không lo nữa bạn ơi. Ui xịn. Tránh ra. Em mua hoa đang được không vậy? Tránh ra. Tránh ra cái con này. Con nấm hay cái gì vậy? Tôi ăn chứ tôi đói. Ủa nấm đây đây. Phong cũng hết đồ ăn rồi sao ơi. Đây nấm. Có người đá. Ây da. Mày. Người đá chúng tôi nè. Người đá nè. Ây da. Người đá. Con này nè. Người đá. Ok rồi rồi. Sao ơi. Chạy về phía ngôi làng. Chạy về phía ngôi làng đi. Chạy về phía ngôi làng, phía Sam nè, phía Phong nè. Dạ, anh Dương Làng ơi, em không muốn đánh nhau nha anh Dương Làng. Em đến đây để đổi đồ. Ở đây là mình có thể đổi được rìu nè. Ok. Trời ơi, mấy zombie kìa, Sam, tránh ra. Để Phong, đây, Phong. Zombie. Em vừa chết rồi kìa Phong ơi. Zombie, yên tâm. Phong còn nhiều, Phong có cây rìu xịn, Phong sợ. Không sợ. Rồi, ok. Kiếm cái đi luôn á. Phong hết máu rồi, Phong hết máu rồi. Phong có vũ khí xịn nhưng mà Phong hết máu rồi. Đồ cho ông ăn nha. Đây. Sam ơi, đói bụng quá Sam ơi, có gì ăn không Sam ơi? Hết lực rồi, bây giờ tôi phải đi tìm đồ. Không sao, chúng ta đang gọi là bắt đầu làm quen với game này rồi. Chúng ta bắt đầu chơi game thấy dễ hơn rồi đó. Đi hết đồ ăn rồi, hết dễ rồi ông ơi, giờ đi kiếm đồ ăn nè. Ui, cái rìu này xịn Sam ơi. Cái rìu này chặt một phát là xong một cây à. Nhanh vậy. Đây, để Phong xây cái nhà, Ê, Sam ơi, qua đây Sam ơi. Phong chơi được cái đồ nấu đồ ăn rồi nè Sam ơi.
nướng thịt bò ăn. Tôi đang nấm để tí đem về cho ông ăn nè. Ủa tha hồ hồi máu luôn, tha hồ hồi máu luôn. Được. Dạ dạ dạ, bắt đầu thấy là game bắt đầu dễ hơn rồi đó, thấy game dễ hơn rồi đó. Ê, Sam ơi. Sam ơi, con chó sôi. Con chó sôi chạy về chỗ Phong Sam ơi. Ủa con chó mày hả chó sôi? Đây đây. Lượm cái da chó sôi nè. Từ từ, bên này quái vật nhiều quá, này quái vật nhiều quá. Không được. Bây giờ mình phải xây nhà Sam ơi, mình phải xây nhà. Rồi mình cất đồ trong rương mới được, hiểu không? Ok. Tránh ra. Ok. Rồi. Sam ơi, solo kêu cho kêu. Ôi, cái con này nhiều quá. Rồi, bây giờ Phong lấy gỗ Phong xây cái nhà. Ê da. Nhiều quá nè. Nó quấn nè. Ủa nhiều quá hả? Ê khu này nhiều vậy? Ê da. Sam ơi, chạy đây, mình để Phong xây nhà nè, Phong xây nhà nè. Đây. Sam vũ nó chạy vòng đi. Sam vũ đi. Đây. Cái con quỷ đây. Ê da. No. Bọn nó đông quá. Ê. Bọn nó đông quá. Ủa da. Tôi hết sức rồi. Tôi hết sức rồi. Mày. Ok. Đông quá. Sam ơi, chạy qua đây, phong bên này nè. Đây. Tôi đây. Nhanh lên. Ôi, hết sức rồi. Nhanh lên Sam ơi. Ôi, đẩy ra đường đây. Trời ơi, đây có cái đường nè. Mình thấy bỏ đồ trong đó được. Để tôi cắt mấy đồng xu vô cho chắc ăn. Tôi thấy bọn nó đập, nhà mình nãy giờ đó. Cho tôi xin đất đồ ăn đi. Tôi quăng nhông ba cái nấm nè. Ôi trời ơi, bọn nó đang đập nhà của mình mấy bạn ơi. Chết rồi. Tôi cất tiền vô trong rương rồi nha, quá trời rương luôn. Quá trời tiền luôn. Chưa gì tôi thấy có cái cửa sắp bể đây nha. Ôi. Bọn nó đông quá đâu. Quýnh luôn, Sam quýnh luôn. Sợ gì, Phong đập ra đi mình đâm mình quýnh nó luôn á. Ok. Rồi, bọn nó đi hết rồi. Bây giờ nha, giết mấy con bò này để mình lấy thịt. Rồi mình đem lại lò nướng, mình ăn, mình hồi máu đi sao. Okay, 17 máu à. Nhanh. Tôi đang nhanh đây, tôi đi không có nổi nè. Cái game này á, kiểu là sao ta, nó chơi đồ họa của nó. Đồ họa của nó xấu hơn Minecraft. Nhưng mà game nó lại chơi khó hơn Minecraft. Còn đông zombie nữa, trời ơi. Khó khăn vậy sao, ủa xong chạy được chứ tôi chạy không có được luôn á. Tại vì Sam hết đồ ăn rồi đó, xong qua đây xong phải ăn nè. Qua đây, Phong nướng thịt bò cho ăn. Đây qua đây. Rồi, ok bạn ơi, và sau 5 lần mà tôi với Sammy gọi là chết lên chết xuống thì bây giờ bọn tôi cuối cùng cũng đã hiểu được tí về game này rồi. Và bọn tôi bọn tôi cũng đây đó. Bọn tôi cũng đã đổi được những cái vũ khí rất là xịn. Ví dụ cái cúp với cây rìu tôi là hơi bị xịn luôn. Tập sau thì tôi nghĩ là tôi sẽ tìm cách chế giáp đủ kiểu nữa. Chứ mà tôi vẫn chưa thấy game này là chế giáp bằng cách nào. Ừ. Cho nên là tập sau chúng ta sẽ nghiên cứu nha bạn nha. Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Cho nên tôi nghĩ tôi sẽ kết thúc video tại đây mà làm gì sao. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt, bye bye. Còn bây giờ thì kết thúc tại đây đi. Trời ơi mệt quá, cái game này mệt quá. Mệt quá. Are the king, hello team.